sẽ là AFK nữa rồi. Phải cái trận trước cũng AFK, nó sẵn sàng AFK Thresh đứng yên chỗ AD, AD support mỗi thằng chết mạng. AFK nữa nè. Sao lắm AFK nè. Nãy giờ 4 5 game rồi nha, ván nào cũng có AFK hết. Nó cứ lâu lâu nó AFK nào ra vô. Rồi luôn, AFK tiếp. Thiệt luôn, nay ngày gì á? Nay chủ nhật. Đúng rồi, nay chủ nhật. Thôi rematch rồi. À, giờ vô kìa. Đặt, chỉ tốn thời gian đi rừng vãi. Mất nhiều thời gian quá. Vừa mới vô thấy boss mất lợi thế rồi đó. Mình thì tốn nhiều máu quá. Trận nào cũng xui vậy trời. Tốn quá nhiều máu để đi rừng. Thôi, tốn nhiều máu quá, đi ra ăn con cua. Nghe xuống đánh lính sơn ghê nha. Lát mình xuống dưới boss được kìa. Tranh thủ cướp rừng. Bạn đã dưới boss rồi. Easy rồi. Có vẻ dễ dễ rồi đó. Easy partner.
được phát. Skill Dora mà giết đó nữa mà lát lên. Xô nó lối đánh ông hồ báo ghê ta. Mình hết skill rồi, skill cũng chưa có đao xong, nó có lát lên cũng đâu còn cái gì để chơi đâu. Lên nó cần 2 luôn. Rồi lên lên lên, ô lát lên nó cần 2 luôn. Biết lắm, cần 2 luôn. I got no time for games. Telebot. Easy partner. Hết. Trời ơi nó đã. Phá rồng liền với ai ăn rồng, con rồng nước vừa vô thằng bên nào ăn được con rồng nước là bên đấy ngon lắm. Bởi vì rồng nước nước nó hồi mana. Cỡ con cast này mà ăn rồng nước cái là nó không có mana. Nữa. Đây. Đẹp. Nami không kịp sức. Feeling lucky. Chết well luôn. An enemy has been slain. Your team has destroyed.
Let's settle the score. Ở lại luôn, sợ đất gì. Cái xô kéo đó. Trời ơi. Tao múa không mới chết đấy chứ. Múa chi? Lao mà nó khỏe là sao mà chịu nổi. Thôi chết queo bạn này. Khỏi cần sao ulti chi cũng mất công. Nó thả cái W mình không có E được. E được áp sát người cái bắn cái thường, bắn thường QR là đi rồi. Nhả cái W chí quá. Thằng Nami nó ulti góc này nó dồn. Nó dồn vào góc chết rồi. Không có chạy đường nào được nữa. Trừ khi là đi sát tường ở đây lướt qua đây bỏ con bò chết thôi. Là chỉ có đi sát ở đây bỏ con bò chết thôi. Mà tính âm mưu dồn đam thằng cát. Thằng cát nó khôn quá. Nó để cái W trước rồi. Cát nó khôn quá. Trời ơi ganh nó có được đâu mà ganh. Giờ ganh nó kênh 2 không á. Ganh gì. Ngu mà miễn sao tôi win được rồi.
Gió. Your team has destroyed a turret. An enemy has been slain. Let's set the score. Thôi nó bắn không chết nhanh là chết AD mình. Nhục bắn lên cái hút máu là xấu. Bữa vái hàng rén đập chết. Sao thế, cho thắng tức lắm đúng không mấy ông anh ti? Thế tôi thắng tức lắm đúng không? Đánh ngu mà thắng 13-4 luôn đó mấy ông. Đánh ngu mấy ông được như nhà này không? Tức không? Thì chứ thằng này nó đánh ngu nó hay đổ thừa mà nó còn thắng đấy. Tức gì? Tức gì đâu mà nó tức. Ước gì mình đánh ngu được như nó. Thiệt. Nữa? Lại lần kẹt quy nữa. Kẹt hoài vậy. Thì chứ mấy ông anh tiên ngồi rình tôi thua mà rình hoài. Rình hoài. Ui nha, cái xa lời của con cát này mình không có ulti RE được. Để lát cái vô cái bãi xa lời cái vướng cái E, không có RE lên áp sát bắn nó được. Chết queo luôn. Nó khỏe dữ à.
Quỷ. Olaf nó đù sao bạn sống được. Thôi thôi, nhìn đồ top hết muốn chơi game luôn nè. Giết nó sao chỉ họ cái. Nó nhìn nhìn nó 22 phút mà nó 3 món. Này là quái vật. Đúng quái vật luôn. Mình tính lát lên rồi e giết nó bốc hơi luôn mà không được. Đấy, lát ra. Lát ra rồi luôn đấy. Ulti đi bạn ơi. Đi lao đâu? Ulti đi. Chơi bạn. Sợ gì bạn? Bạn Olaf quả đấy ulti sớm sớm đi đập luôn. Sao không ulti sớm lên đánh luôn? Bò con này đang con đang còn sống mà. Mà nếu ulti sớm là được rồi, rồng gió tiếp nè. Hai rồng gió một rồng nước rồi đó. Sau là rồng ram đi. Ông Giê-xu cũng thiếu tốc đánh. Giê-xu cũng chưa có đủ tốc đánh rồi. Chỉ gai. Bị nó 2 AP lận. Gai. Giờ xuống đánh chậm quá. Nói về cái tốc độ di chuyển của team mình thì thôi, hai đồng gió rồi. Ủa he hoài hôm qua ta. Đánh đi cây đi cái. Biết ai mà. Thôi đi đây lẻ. Cho mấy bạn Amadon đó ăn đi. Easy partner. An enemy has been slain. Cũng kinh đấy. Lần này không ỷ với bạn ấy, lấy gì bạn ấy, một lan thế thôi. Hai lan nữa chứ một gì.
Chết queo luôn, chơi vậy thua rồi. Này thua. Cái này thì em thua rồi. Này là chịu. Này là thua. Chui vô đúng cái góc của con, chui vô đúng cái góc của con đi lao luôn. Gia xô nghịch ngu kìa, tự nhiên chết hết luôn. Rồi đúng rồi, cứu Gila đi về. Thôi thằng AC chắc tôi để một viên chết luôn quá. Thiệt, AC tôi để một viên chết luôn á, mấy ông tin không? Không, thằng AD nó mình chỉ cần để một viên chí mạng là chết, đảm bảo 100% chí mạng là chết. Cái quả hồi nãy mình bắn là không chí mạng mà nửa cây rồi, chí mạng là chết. Chí mạng là 250% á, mà bắn thường đã nửa cây rồi, không chí mạng. Mà bắn chí mạng là coi như chết queo rồi, chí mạng là cái đùng nữa là chết. Không có nói nhiều.